chào quý cư dân. Rất vui được gặp lại quý cư dân và bản tin hàng ngày của chung cư Đăng Nam. Hôm nay theo định kỳ hàng tuần, chúng tôi cùng với bên nhà thầu côn trùng Bình Minh Xanh tiến hành kiểm tra vệ sinh và đặt lại mấy loại chuột mới. Sau đây chúng tôi bắt đầu tiến hành. Trên tay tôi là thuốc diệt chuột hãng Storm. Khi mà chuột rất hiệu quả, chỉ sau một lần ăn mồi chuột chết trong vòng từ 3 đến 6 ngày. Đầu tiên là chúng ta sẽ vệ sinh hộp bả cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi đã vệ sinh xong thì chúng ta sẽ tiến hành là đặt thêm bả mới vào trong hộp vấn bả. Chúng ta sẽ đặt khoảng từ 6 đến 7 viên. Sau khi đã đặt xong thuốc vào trong hộp thì ta sẽ trả lại hộp bả vào vị trí có thông báo đặt bả chuột. Tôi vừa tiến hành kiểm tra vệ sinh và đặt thuốc vào hộp bả mới. Xin cảm ơn quý cư dân đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý cư dân vào những bản tin tiếp theo.